trước đây, một số câu chuyện về nạn cướp của mà các nạn nhân, nhất là nữ giới gặp phải khi đi xe ban đêm đã được đồng đội mạng chia sẻ như lời cảnh báo đến những ai có nhu cầu di chuyển vào khoảng thời gian này. Để an toàn, tránh bị cướp giật khi đi xe taxi ban đêm một mình, các cô gái kém được khuyên nên lựa chọn các hãng taxi uy tín, không nắm taxi dụ. Tuy nhiên, theo sự việc mà cô gái có tên N, H, tờ Hà Nội, chia sẻ, dù đã đặt xe qua phần mềm của một hãng xe công nghệ có tiếng, huyện tờ vẫn gặp phải tài xế có nhiều hành vi bất chính. Cụ thể, ngày 13 tháng 10, trên trang cá nhân, tài khoản N, H, tờ chia sẻ về sự việc mà cô gặp chiều hôm đó khi huyện tờ đặt xe taxi của G qua áp điện thoại để di chuyển từ bến xe nước ngầm về đường Vũ Tông Phan Hà Nội và được một tài xế nhận chở. Tài xế bị tố có hành vi bất chính với khách hàng. Theo lời kể của tờ, khi cô và em gái vừa lên xe, tài xế nhờ hủy chuyến để không phải chi lợi nhuận cuốc xe cho hãng. Sau đó, người này tỏ ra không biết đường và gọi Vũ Tông Phan ở đâu, rồi chạy xe về hướng Linh Đàm, đi vòng tới nhiều đoạn đường vắng. Mình nghĩ họ cũng khó khăn nên đồng ý hủy chuyến. Sau khi thấy mình hủy, người này quay lại gọi Vũ Tông Phan ở đâu, mình chỉ đường bảo đi thẳng Giải Phóng, rẽ Định Công là có thể về tới đó rất gần, nhưng tài xế nhất quyết đòi đi đường Linh Đàm. Đoạn này mình đã hơi nghi, vì rõ ràng bảo không biết đường nhưng lại tranh cãi với mình chứ không chịu nghe chỉ đường. Anh ta còn bật Google Maps để tìm đường, nhưng mình vô tình nhìn vào điện thoại thì thấy không bật mạng. Google Maps dứt thì không cần nhìn chỉ đường mà đâm thẳng vô Linh Đàm đi, lại còn cố tình tới mấy đoạn đường thế hệ vắng vắng, đến chỗ này thì mình hơi run nên gọi điện liên tục cho người quen để giữ liên lạc huyện tờ nhớ lại. Nhận thấy tài xế taxi có biểu hiện đáng nghi, hai cô gái khá lo ngại và tìm cách tự bảo vệ phiên bản thân. Tờ khẳng định cô kể lại sự việc mình gặp phải vì muốn mọi người nên cảnh giác. Theo huyện tờ, người này liên tục hỏi chuyện, khám phá thông tin hai cô gái. Cô gái trẻ kể thêm, một lúc sau, tài xế gọi pha xe Time cho người đàn bà lạ mặt nhưng không nói gì và chỉ giơ điện thoại ra phía sau để đầu bên kia nhìn thấy cô. Khi đó, dù rất hãi nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, gọi điện cho người nhà, đọc to đại dương số xe đánh tiếng. Lúc ấy xe đang đi đến đoạn đường thế hệ ven sông nên rất vắng, nói thật là mình run nổi hết cả da gà vì hãi rồi, nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi điện cho người nhà bảo ra đầu ngõ đón và đọc to đại dương số xe. Gọi dứt điện thoại cũng là lúc nhìn thấy đại dương Định Công thượng nên mình hình dung được đường về nhà, liền chỉ đường nắm tài xế đi theo. Đồng thời mình quay sang nói chuyện với đứa em bảo người nhà đang ra đón rồi nhé để đánh tiếng. Về tới ngõ lúc mở cửa thì thấy cửa bị chốt, không thể tự mở. Dù đã về đến nơi an toàn, nhưng chủ nhân câu chuyện vẫn chưa hết vui khi kể lại toàn bộ sự việc trên trang cá nhân. Sau ít giờ đăng tải, bài viết của tờ thu được sự tương tác lớn của dân mạng. Một số ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về tính chính xác của câu chuyện trên, thậm chí cho rằng cô gái trẻ đang đâm đạp để câu like. Đáp lại, huyện tờ cho hay, ai tin thì tin và cảnh giác để đảm bảo an toàn cho mình lẫn người thân, còn ai nghĩ mình câu like thì cũng không bận tâm. Chỉ muốn nói rõ ràng, mình không phải người thích công khai quá nhiều về cuộc sống, cũng chẳng buôn bán gì, trang cá nhân chỉ để cơ chế riêng tư. Mình chỉ đang khuyên mọi người làm đúng chính sách của các hãng là không hủy chuyến để tài xế phát sinh những vấn đề như trên, chứ không hề bảo phải tẩy chay hãng xe nào. Dưới bài đăng của huyện tờ, một số người chia sẻ từng trải qua tình huống gần giống. Hiện tại, tờ cho biết cô đã trình báo toàn bộ sự việc lên tổng đài G. Sáng 14 tháng 10, phía G đã gọi lại xin lỗi, hỏi thông tin để kiểm tra, đồng thời hứa sẽ làm rõ ràng vụ việc và hồi đáp khách hàng. Dù sự việc đang trong quá trình làm rõ ràng, nhưng qua đây, để đảm bảo an toàn khi đi taxi, các chị em cũng cần tự trang bị cho mình một số hải nghiệm như không nên hủy chuyến khi đang di chuyển nếu gọi xe qua phần mềm, để có định vị cảnh báo. Khi thấy có dấu hiệu khả nghi, lập tức gọi điện thoại cho người thân đọc đại dương số xe, vị trí đang đi để đánh tiếng.
luôn định vị được phương hướng điểm đến, điểm đi, đường sẽ đi, không được phó mặc cho tài xế. Hạn chế đi taxi dụ, không uy tín, không ngủ trên xe, không phô trương tài sản, ăn mặc bí mật.